bạn ơi, hôm nay nhà mình gom phế liệu để bán nha các bạn ơi. Có trời lon bia luôn, lon coca tùm lum hết trơn luôn. Cái này là thành quả của mấy ngày Tết nè các bạn. Sắt ký nhiêu anh? 3.000. Dễ dạ. Cho bán trước là 4.000 mà ta. Đó giờ bán 4.000 5.000 không à. Rồi mũ ký nhiêu? Mũ 3.000. Dễ ha. Rồi lon bia. Lon nước ngọt. Nhiêu? 6.000. Rẻ dữ vậy. Cái một đống đồ gì rồi bán được nhiêu tiền trời. Lông vịt này mua sao? Lông vịt tới cân ký 5.000 cô rồi. Trắng này 10.000. Này lông vịt đen các bạn ơi. Ký có 5.000, quá rẻ. Ảnh kéo xe đi mua luôn các bạn. Vỏ này 6 lon ngàn nè các bạn ơi. Này đúng là phế liệu thì các bạn ơi, quá rẻ luôn. Còn gì gom hết đi Phát ơi. Chiếc cho nhà coi còn gì không, gom luôn đi chiếc. Rồi mà sao? Các bạn ơi, có phế liệu mình đừng có dục bỏ nha các bạn, ô nhiễm môi trường các bạn ơi. Mình gom mình bán cho mấy anh mua phế liệu này các bạn ơi. Vừa có tiền mà vừa mà không bị ô nhiễm môi trường nữa. Học vô nhà coi còn gì nữa không con. Tay lặng một nha.
Rồi một đống như 12 kg đó các bạn ơi. Ba mươi sáu nha, 20 đi 36 50 ngàn. Tám ngàn, 3 ngàn đó. Thôi đợi coi, cái căn cây với ta. Bốn trăm gram. 400 gram nó nửa ký đi, cho nó dễ tính. Nãy 55 ngàn. Nửa ký thì 2 2 rưỡi hả? Rồi 55 với 3 là 58. 58 rồi lông trắng. Nhiêu này các bạn? Một đống phế liệu được nhiêu tiền này các bạn? 60 ngàn.